Hello, xin chào anh em nha. Tối nay mình sẽ tường thuật cho anh em trận chung kết Đại hội Võ Lâm Thể thức Tam Đấu tại cụm máy chủ S250 nha anh em ơi. Thì tại cụm này sẽ có những server là 211, 227, 238 và 250. Ở lôi đài 1 thì có một team khá là mạnh rồi. Team này là hạt giống đoạt quán quân của trong cái hình thức này anh em ạ. Đó là team cụ 3, M3, cụ cả 60, 59, 55. Tiếp theo là team vui vui rồi, team này thì lót đường chắc chắn rồi anh em ạ. Lôi đài 2 thì có team thiên địa nè, thiên địa là 50 55 43 đánh với Louis SL 51 51 51. Team này đều, mình nghĩ là team Louis dưới sẽ thắng anh em ạ. Còn 1 phút 6 giây mình tranh thủ nha anh em ơi. Lôi đài số 3 chúng ta sẽ có team Hemet 52 52 50. Đồng điệu đó, đánh với team Autotreo rồi, chắc chắn là team Hemet win rồi. Lôi đài 4 sẽ có team Ahihi Putin nè ha, Đinh Minh Hậu Leo 54, 53, 56. Khá là ngon đó, đánh với team gà. Rồi, team Ahihi dèo là chắc rồi. Lôi đài 5 mình sẽ có team Huyền Vũ. Đây, Tứ Đế Buka với Bi Tú. Team này gần bằng lực chiến với team cậu cả nha anh em. Đồng đồng song song luôn đó. Đánh với team Noel. Rồi, chắc chắn là team Huyền Vũ vào. Bên đây sẽ có Louis XL nữa nè. 56, 47, 46 đánh với ABC. 49, 45, 49. Chắc chắn là team Louis vào. Còn 15 giây nữa anh em à. Ở team mình chuẩn bị là lụm gạo đánh cho dứt nè anh em. Rồi chắc chắn là mình ok rồi đó. Thôi vô quýnh cái đã đi rồi. Còn lôi đài kia xíu soi cho anh em sao nha. Rồi vô thôi. 51, 48, 49. Bên mình ưu thế hơn về lực chiến xíu. Wow, chưa thấy ai xi nhê dưới chân ta. Lên chiêu cuối cái nữa này mà. Giờ bắt ai đây? Ai yếu máu thì nhiễu. Nói chung lực chiến tầm trung thì mình cứ thiên tâm thẳng tiến thôi anh em. Còn anh em nào top lực chiến thì vạn hoa tàn kiếm ông điện sắp tắt thở rồi. Rồi thôi cứu ông điện cái đã, ông lên được 7 yết rồi. Để mình dồn chết con tàn kiếm thức tỉnh này luôn, bên kia vẫn còn một thiên tâm. Tranh thủ đánh ra lẹ lẹ đang quan chiến mấy loại đài khác cho anh em xem tiếp thôi chứ không gì cả. Trận tiếp theo thì chắc chắn mình thua rồi, mình đối đầu với một team khá là mạnh anh em ạ. À. Team nó 60 triệu lận. Rồi, win trận đầu. Để coi còn lại đài nào đang chiến đấu nha. Chúng ta còn lại đài số 2. Lôi đài số 2 vẫn còn anh em ơi, mình sẽ cố gắng di chuyển thật nhanh. Đang rất là gần lôi đài số 2 luôn, nhảy cái nào. Rồi xong luôn, lôi đài số 2 cũng đã. Ha, à, lôi đài số 2 team thiên địa vào, hèn chi. Mình sẽ soi lại những acc bên lôi đài 8 cho anh em coi nha. Team Hồng Hưng là cũng có 60, 61 và 56, tính ra có 3 team bằng nhau anh em ạ. Đây, team lôi đài của Hồng Hưng nè. Team của anh em Huyền Vũ cũng có 61, 60 và 55 ha. Và team Louis thì cũng có 61, 59 và 55. Đó. Bây giờ mình sẽ đối đầu với team lụm gạo. Để coi lôi đài này cân không ta. Lôi đài 2 có vẻ cân nè anh em. Mình đứng lôi đài 2 đi. Mình quấn xong trận của mình chắc là nhanh thôi. Tại vì team của Giác Viễn, Giác Viễn và Voka Việt Pháp thì team này hơn đồ bên những thành viên trong team mình rất là nhiều rồi. Không có gì để bàn cãi cả. Yo! Cậu kéo đừng nhiều cậu kéo nha, chứ không phải bỏ của chạy lấy người đâu. Mấy ông kia đừng nói buông lơi nha. Quốc luôn đi, chơi luôn, khô máu luôn anh em à. Rồi, hồi được băng nhuận, hên quá. Bên này như có một ngay bị búp, đó chính là Thiên Long. Thiên Long búp anh em ơi. Tiếp tục lên chiêu cuối, rồi bên mình đã có một thành viên sắp tắt thở rồi, thôi. Thiên Long mặc dù mình khống chế đam khá là ổn nhưng mà có lẽ như là bên kia dùng đam bên mình thấm hơn và đã có một thành viên, à không, điểm vẫn còn, đau. Thôi giãn xíu. Búp cái nè, chiêu 2, chiêu 1 và chiêu cuối. Team đội bạn thì có Vạn Hoa, có Tàn Kiếm và có Nga Mi. Chiến thuật rất là chắc kèo và những môn phái rất là ổn ở thể thức hiện tại anh em ạ. Cập cắn ông điện vẫn còn, điện dày ghê thiệt. Dẫu biết là mình thua nhưng mà phải chơi hết mình nào. Ông điện đã ra đi rồi. Ui, chón 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 chón
Thiên Long Châu quá không nhiễu chết được anh em ạ. Thôi em ơi, đau mấy quỳnh. Ôi, lắc vô cuối anh em. Ồ, nó ảo ghê không? Trời ơi. Trời thôi. Chiêu cuối rõ ràng lên rồi nhưng vẫn nhận sát thương. Nói chung con này nó lâu lâu nó hay lỗi chiêu Thái Huyền Tịnh Thiên ở chỗ này. Ông Sơn vẫn còn đang cố gắng cầm cự luôn. Quá dữ dằn rồi, lần này thì phải ra đi thôi anh em ạ. À, để xem các loại đề khác cũng đã có kết quả chung cuộc. Và bây giờ mình sẽ tiến về lôi đài số 2 để quan chiến tại lôi đài số 2 cho anh em xem nha. Lực của bên Hồng Hưng thì mình chưa đánh giá được chính xác so với bên Huyền Vũ. Tại Huyền Vũ thì mình có lẽ như là đã cọ sát nhiều hơn. Tại vì đó là trong server mình cọ sát nhiều hơn nên mình hiểu rõ được cái sức mạnh của các nhân vật bên Huyền Vũ. Còn Hồng Hưng thì mình chưa đánh giá được. Hồng Hưng thì có ạc giác viễn khá trâu. Mình đã cỏ sát ạc này thì khá là trâu, nhưng mà về dạng BK như thế nào anh em mình chưa rõ được. Ạc Voka Việt Pháp thì biết chơi, build đồ khá ổn. Nói chung là bên 8 lạng người nửa cân, vấn đề còn lại đó là BK bắt người chơi khác. Không biết là bên team Huyền Vũ họ sẽ chơi những môn phái như thế nào đây ha. Hình như là họ hai tàng kiếm một thiên tâm. Và bây giờ thì chúng ta hãy quan chiến ai đây? Giác viễn là tàn kiếm anh em ạ. À, mình sẽ quan chiến Thiên Long đi. Thiên Long có lẽ mục tiêu sẽ bị công kích đầu tiên. Đây là Nga Mi. Rồi, bên kia họ sử dụng thiên tâm hai tàn kiếm. Không có gì thay đổi về vấn đề môn phái. Chúng ta thấy là Thiên Long hiện tại đang được chơi game. Vâng, thiên tâm đang cố gắng bắt rồi. Bên kia mình thấy là tứ đế đã tuột máu rồi nè. Nhưng mà Thiên Long đang bị dồn rất nhiều. Đã bật được búp 3 rồi anh em ơi. Đã đạt được vòng. Voka Việt Pháp đang dùng đam búp 3 cho Voka Việt Pháp rồi. Cần lắm những luồng sát thương và khống chế đến từ vị trí của Giác Viễn. Nhưng mà Thiên Long đang bị dồn đam. Khả năng Thiên Long sẽ bị úp và ra đi anh em ạ. À, đã chạy được rồi. Chúng ta đã có được hiệu quả của nghịch thủy và búp máu. Wow, rất khó chịu. Rất khó chịu. Hy vọng là tàn kiếm. Nhưng hiện tại Voka đang yếu máu rồi. Tuyệt vời, đã có vòng. Như vậy là anh em thấy là Buka đã lên vài điểm số anh em ạ. À, bị tủ chắc chắn là hết. Chiêu Thái Huyền Tịnh Thiên cũng sẽ ra đi. Chắc chắn là như vậy rồi. Trận này phải nói là công lao thuộc về Nga Mi rất nhiều, bởi vì Nga Mi đã câu kéo một lượng rất lớn. Wow, Bi Tú đã hồi được máu rồi. Nga Mi đã có vòng để khống chế. Bi Tú đã chạy xuống khu vực phía dưới rồi. Nhưng có lẽ các thành viên đang tập trung về tứ đế. Không, Bi Tú đã bị kết thúc. Như vậy là chiến đội Hồng Hưng đã áp đảo hơn về vấn đề chiến thuật lựa chọn môn phái. Nói chung là mình lựa chọn team Hồng Hưng đi vào bán kết. Quá chuẩn xác anh em ạ. À, giá như là Bi Tú có thể đổi sang Nga Mi hoặc Huyền Thủy để hỗ trợ thì có lẽ là tốt hơn. Bởi vì team bên kia tứ đế và Buka không được hỗ trợ máu. Và họ lại bị thêm vạn hoa bên này khắc chế. Không thể nào hồi phục được nhiều máu nữa anh em ạ. Trong vạn hoa sẽ có một kỹ năng, đó là chiêu chính tiết sẽ làm giảm hiệu suất hồi phục của đối thủ trong tầm nhìn. Giảm tới 110% hiệu suất phục hồi. Như vậy là chúng ta hãy cùng chờ đợi đến trận chung kết giữa team Hồng Hưng và team Louis của cậu ba. Đây là hai team rất cân kèo. Hiện tại anh em thấy tư đế vẫn đang rất trâu nha anh em, cực kỳ trâu luôn. Và như vậy chúng ta thấy kết quả đã quá rõ ràng. Và mình đã dự đoán rất chính xác anh em ạ. À, nhưng giữa hai team này thì có lẽ mình đánh giá team cậu ba sẽ nhỉnh hơn, bởi vì thật sự là ạc của cậu ba rất khỏe. Đồng lực chiến nha anh em, cả hai bên đều rất đồng lực chiến. 60 61 56. Bên team cậu ba thì có lẽ là nhỉnh hơn xíu ha, có mặt 619 nè, 596 và 554. Không biết là cậu cả có thể trụ được với Voka Việt Pháp và Giác Viễn hay không. Vấn đề bây giờ là quan trọng là hai ngày mi ai sẽ là người ra đi đầu tiên.
Những lúc như thế này, Nga Mi chính là những nhân tố quyết định đến kết quả của trận đấu nha anh em, chứ không phải là những nhân vật top lực chiến đâu anh em ạ. Rồi, chúng ta hãy quan chiến, bây giờ mình sẽ quan chiến cậu cả nha anh em. Cậu cả Nga Mi thần thoại. Mình sẽ tập trung quan chiến vào các Nga Mi, có lẽ là các Nga Mi sẽ là mục tiêu bị công kích rất nhiều. Thiên Long cậu cả đang chọn nhau, hiện tại thì Thiên Long đang bị dồn rồi. Thiên Long đã có được cái vòng bước 3 nhưng không thể nào hồi phục được máu anh em ạ. Bị ngăn cản khả năng hồi phục máu rồi. Bên kia cậu cả cũng đang được chăm sóc rồi. Nhưng mà Voka Việt Pháp lại tiếp tục bị dồn đam. Nga Mi có thể hỗ trợ bước 3 hay không? Có được búp rồi. Mình thấy Voka Việt Pháp đã hồi máu trở lại. Cậu cả tiếp tục đang bị khống chế. Nhưng mà bên kia thì có lẽ Voka Việt Pháp vẫn tiếp tục bị dồn. Nhưng mà cậu cả sẽ ngã xuống. Cậu cả ngã xuống rồi ơi, tuyệt vời. Bên này họ vẫn còn đủ 3 thành viên. Cậu cả không chịu nổi Giác Viễn. Nga Mi chúng ta đã có vòng, Nga Mi cần phải di chuyển ngồi thiên. Bây giờ thì Voka Việt Pháp vẫn còn đang bị yếu máu. Nga Mi đã ngồi được thiên rồi anh em ạ. Giác Viễn vẫn tiếp tục tăng để hỗ trợ cho đồng đội. Nga Mi ơi, Nga Mi chúng ta có vòng rồi. Đã đặt được búp 3 cho Voka Việt Pháp rồi. Như vậy là M3 đang yếu máu. Và Giác Viễn đang cố gắng bám theo M3. M3 đã di chuyển xuống khu vực phía dưới rồi. M3 đang ngồi thiên. Không ai chăm sóc M3 anh em ạ. Wow. Nhưng không, M3 không ngồi được. Bởi vì trong đội đại chúng ta có vạn hoa, rất khó để ngồi thiên. Voka Việt Pháp tiếp tục bị dồn đam. M3 tiếp tục ngồi thiên kia. Wow, bật được tâm kiếm rồi anh em ạ. Nga Mi chúng ta đang đánh vùng ngoài để hỗ trợ. Giác Viễn đang tuột máu rất nhiều. Và cuối cùng thì M3 đã bị kết thúc. Wow. Khá là căng rồi. Có lẽ nào mình đã dự đoán sai kết quả cho trận này. Nhưng mà hiện tại thì Voka Việt Pháp đang bị dồn. Nga Mi có vòng đã khống chế được cậu ba. Bây giờ thì Voka Việt Pháp đang cố gắng di chuyển đến ngồi thiên. Vẫn chưa lên được máu anh em ạ. Nga Mi đã có búp 3 cho Voka Việt Pháp rồi. Và như vậy cậu ba đang đổi mục tiêu sang Thiên Long. Có lẽ như là Nga Mi chúng ta rất tuyệt vời cho trận này. Nhưng mà phải nói là kể đến công lao lúc nãy của Giác Viễn đã kết thúc được cậu hai bên kia. Phải cậu hai thôi anh em. Cậu cả anh em ạ. Như vậy là thời gian của trận chung kết đầu tiên chỉ còn khoảng 10 giây nữa là kết thúc. Và trận chung kết đầu tiên đã có kết quả quá rõ ràng luôn anh em ơi. Như vậy là team Hồng Hưng với tỷ số 1-0. Và chúng ta tiếp tục chờ đến trận chung kết thứ hai. Phải nói là Giác Viễn khá trâu. Và Nga Mi Thiên Long của chúng ta đã chia các búp rất hợp lý để vừa có thể búp cho cá nhân của mình, vừa có thể búp hỗ trợ cho đồng đội. Quá tuyệt vời anh em ạ. Một trận đấu mang đến cho anh em rất nhiều những cảm xúc đúng không? Chúng ta đang chờ đợi đến trận chung kết thứ hai. Và liệu chăng ở trận chung kết thứ hai này có một pha lật kèo nào đến từ vị trí của team cậu ba, team Louis anh em ạ. Nếu như chúng ta có pha lật kèo thì rõ ràng hai team sẽ rất hồi hộp, vì chúng ta vẫn còn một trận chung kết thứ ba. Đó là một cái trận cực kỳ hồi hộp và căng thẳng. Áp lực sẽ được dồn nén vào tất cả các Nga Mi. Rồi, trận chung kết thứ hai đã bắt đầu. Bây giờ mình sẽ quan chiến, có lẽ là tập trung về Thiên Long. Bây giờ Thiên Long chắc chắn sẽ là mục tiêu bị dồn đam đầu tiên. Và cả cậu cả. Thiên Long đang cố gắng chạy thật xa để giữ khoảng cách anh em ạ. Cậu ba đang bám theo Thiên Long rồi. Thiên Long hiện tại đang giãn cách được đội hình nhưng đã bị tuột máu rồi. Một phát chém đoạn triều rất thốn đã có búp được đặt ra. Wow wow, thốn anh em ạ, đã bị đóng băng rồi. Có búp rồi anh em ơi. Như vậy cái búp đầu tiên đó chính là của cậu cả. Hiện tại Thiên Long đã lên được kỹ nghịch thủy, cố gắng ngồi thiền cũng có lẽ được ngồi thiền một lần, lên một tí xíu máu anh em ơi. Hiện tại thì cậu cả vẫn đang cố gắng bám theo và mình thấy là Giác Viễn. Như vậy là Thiên Long đã có búp 3. Wow. Như vậy anh em có thể thấy là dường như Giác Viễn và cả Voka Việt Pháp cũng muốn di chuyển theo cậu 3M3 để hỗ trợ cho Thiên Long, chứ không phải là cố gắng tập trung bên Nga Mi kia anh em ạ. Rồi, Nga Mi đã có búp 3 nhưng vẫn không hồi được máu. Đã hồi được rồi anh em ơi, đã hồi được rồi. Như vậy là cậu cả đang yếu máu. Tập trung luồng đam về cậu cả nào. Cậu cả chỉ còn một chút xíu thôi. Có thể búp kịp hay không?
Vô cao Việt Pháp đang cố gắng tạo đam và mở ba cậu ba đang hỗ trợ cậu cả. Cậu cả đã búp được máu rồi. Đặt vòng khống chế Nga Mi chúng ta. Hiện tại mở ba đang có mặt. Nga Mi đã chạy được anh em ạ. Với kỹ Nghịch Thủy đã hỗ trợ nhưng mà cái vòng không được rồi. Cần lắm một cái búp ba. Cẩn thận cậu ba đã bị lọn. Cậu ba đã bị lọn anh em ạ. Cậu ba tiếp tục đuổi theo. Chúng ta có búp ba không? Và như vậy là Thiên Long đã ngã xuống. Bên kia cậu cả vẫn còn. Nhưng vậy hiện tại mở ba đang yếu máu. Nhưng có lẽ là cậu cả sẽ búp máu lại cho mở ba. Hiện tại thì mình thấy Giác Viễn cũng đang yếu máu rồi. Nga Mi cũng đã có vòng. Nãy giờ quên chuyển mục tiêu luôn anh em ạ. Như vậy là team của Giác Viễn đã ngã xuống. Tỷ số có lẽ đã được nâng lên một điều. Thiệt chứ anh em, nói thiệt anh em, coi với tỷ số một điều này anh em rất là hào hứng và phấn khởi đúng không? Chúng ta sẽ có trận chung kết thứ ba, nhưng những người trong trận thì họ lại rất là hồi hộp và căng thẳng anh em ạ. Đại hội Võ Lâm nửa năm chỉ diễn ra một lần. Một cơ hội để các nhân tài tỏa sáng sau những lần ta nói là giành giật tài nguyên với nhau tại Thương Nhân Tây Vực để ốc lực chiến. Những trận đánh như thế này xem mới là đã mắt anh em ạ. Cả hai bên đều là những môn phái giống như nhau. Và yếu tố bây giờ họ chỉ cần phạm một sai lầm thôi. Anh em để ý khi chúng ta có một cái mặt trăng, biểu tượng cái mặt trăng ở trên đầu mình, lúc đó mình sẽ không ngồi được máu nha anh em. Lúc đó là các búp của mình hoàn toàn gần như là vô dụng. Hay đúng là thắng bại tại Nga Mi. Thắng bại tại Nga Mi. Và Nga Mi thì lại rơi vào những áp lực chiến thấp hơn. Bây giờ thì trận chung kết thứ ba đã bắt đầu rồi mình xíu. Wow, quan chiến có lẽ tiếp tục là Thiên Long nha. Bên kia dồn đam về Thiên Long quá nhiều anh em ạ. Cậu cả thì được thảnh thơi hơn bởi vì... Wow, lần này thì rất khó khăn cho Nga Mi rồi. Búp ba đâu rồi, búp ba đâu? Có lẽ búp ba cũng không được tung ra rồi anh em ạ. Búp ba tung ra nhưng có lẽ nó không hồi được máu. Nhưng mà cái bẫy ít đã giúp cho Nga Mi hồi máu rồi. Bây giờ Nga Mi chỉ cần hy vọng chạy. Cậu cả đang cố gắng bám theo. Nga Mi đã thiền được máu rồi. Chúng ta đã có được kỹ Nghịch Thủy để hỗ trợ. Mình không chế búp ba đã được bật lên rồi. Nhưng tiếp tục tuột máu anh em ạ. Rồi lần này thì Thiên Long đã bị dồn rất nhanh luôn anh em ơi. Wow, rất nhanh. Bên này thì phải nói là Voka Việt Pháp và Giác Viễn lần này đã cố gắng bám theo cậu 33 để khống chế. Nhưng có lẽ là không thành công, không thành công anh em ạ. Có lẽ họ cần phải ưu tiên chăm sóc về phía cậu cả để gáp lực nhiều hơn. Cậu cả đạt thảnh thơi rất là nhiều. Như vậy họ đã lật được kèo. Rồi, kết quả chung cuộc đã quá rõ ràng. Trận chung kết thứ ba này có lẽ là mọi người đều rất là hồi hộp anh em, nên dẫn đến là tâm lý chúng ta xử lý chưa được ổn. Và như vậy mình đã dự đoán chính xác được team của cậu ba. Quá căng nha anh em, phải nói là trận này xem cực kỳ kịch tính và đẹp mắt. Rồi, chúc mừng team cậu ba đã giành được chức vị vô địch tại thể thức tam đấu kỳ đại hội Võ Lâm cuối năm 2023 nha. Và mình sẽ dừng cái video tại đây nha anh em ơi. Cảm ơn anh em đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi cái trận chung kết này. Và nếu như anh em cảm thấy cái trận chung kết này nó vui, nó hay, nó có giá trị giải trí thì hãy cho mình xin một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh của mình để theo dõi video tiếp theo. Mình xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video sau.